doanh nhân chị Ngọc nay đã làm MC rồi phụng sự dẫn dắt chương trình cống hiến cho chúng ta. Em chị gửi lời cảm ơn tới doanh nhân chị Ngọc Ly nha. Em mà cảm ơn sáng hôm nay chị tìm vô đọc sách rất là hay. Cảm ơn các anh chị trưởng nhóm cũng như là tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom. Cảm ơn doanh nhân Trần Nhân sáng nào cũng mở Zoom. Bây giờ thì dì và các anh chị mình sẽ cùng với nhau rèn luyện thói quen người thành công, cũng là chúng ta rắc bội phép màu cho buổi Zoom ha. Hay là sau khi đọc những trang sách ngày hôm nay thì cái kết quả mà các anh chị mong muốn mình có được trong cuộc sống là cái gì? Hãy hình dung như thể là ngay bây giờ mình đã có được những cái điều đó rồi. Anh chị ha, khi mà chúng ta bắt đầu phân tích nha. Đây, mình cùng nhau nhắm mắt lại và đọc định nè. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị ngày hôm qua thì chúng ta đang đọc qua 6 cái nỗi sợ hãi cơ bản của con người. Hôm qua thì các anh chị mình đã phân tích về cái nỗi sợ đầu tiên, đó là cái nỗi sợ nghèo đói ha các anh chị ha. Và theo luật vũ trụ á, thì cái gì mà các anh chị tập trung cái đó mở rộng. Nên nếu như mỗi ngày mình mở mắt ra mà mình chỉ tập trung vào những cái nỗi sợ thôi, thì mình sẽ thu hút những cái điều đó nó đến trong cuộc sống của mình. Nên là thay vì mình tập trung vào những nỗi sợ thì mình chỉ tập trung vào, mình phải biết cách chuyển hóa nó và mình tập trung vào cái kết quả mà mình mong muốn. Mà vậy thì thay vì mình tập trung vào nỗi sợ nghèo đói thì mình tập trung vào cái gì ạ? Các chị có thể comment cái gì không ạ? Ok, cả nhà comment comment ha. Thay vì mình tập trung vào nỗi sợ nghèo đói thì mình tập trung vào cái gì ạ? Tập trung vào sự giàu có. Hai các anh chị, khi mà các anh chị tập trung vào sự giàu có thì tự dưng cái nghèo nó sẽ biến mất. Hay lắm nha. Đây là câu nói của bác Đặng Lê Nguyên Vũ đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị tập trung vào sự giàu có thì tự dưng cái nghèo biến mất thôi. Giống như hồi trước đây khi mà Diễm mới tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì mỗi ngày khi mà Diễm mở mắt ra, tối ngày mình cứ tập trung vào cái việc đó làm sao để có tiền để mình ăn uống, để mình sống và để mà mình trả nợ thôi. Hai các anh chị, trước khi tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì cũng chưa có dương đâu. Nên thành ra là mở mắt ra nghĩ tới cái việc làm sao có tiền để tới cái ngày đó mình trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, trả tiền ngân hàng, các thứ. Đó, và khi mà cái tâm trí của mình nó tối ngày tập trung vào cái điều đó, nó có những cái nỗi sợ đúng không? Có những cái nỗi sợ. Và hàng tháng á các anh chị, mình khi mình làm việc á, thì mình cũng kiếm